I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore. Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình Node.js tại trung tâm đào tạo thương hiệu khoa phạm. Chúng ta đang trong loạt bài thiết kế trang web với Node.js. Thì hiện tại chúng ta đã tạo được cái project Hello Node.js. Và ở đây chúng ta có cài được cái gói Express và chúng ta đã lắng nghe port 3000. Và hiện tại chúng ta đang start server và chúng ta chạy port 3000 thì nó báo cannot get. Thì bây giờ vấn đề đặt ra ở bài này là tại sao nó báo lỗi cannot get. Lý do là như vậy, chúng ta chưa khai báo cái route. Thì route là gì? Các bạn quan sát ở đây nhé. Ví dụ như chúng ta truy cập vào một cái trang web nào đó, ví dụ như là khoaphạm.vn, thì bạn thấy là chúng ta đang ở trang chủ. Đây là nội dung của trang chủ. Chúng ta bấm vào giới thiệu. Đây là nội dung trang giới thiệu. Thì bạn thấy link là giới thiệu trong HTML. Chúng ta bấm vào lịch khai giảng đi. Thì row chúng ta là lịch khai giảng và nội dung lịch khai giảng hiển thị ra. Như vậy là trên trang web chúng ta có rất nhiều trang, và ứng với mỗi trang chúng ta sẽ có một cái đường dẫn. Thì cái đường dẫn này là có khi là trang chủ, có khi là giới thiệu, có khi là lịch khai giảng. Thì đây người ta gọi là cái route. Đối với cái route lịch khai giảng thì trang web xử lý cái gì đó, với cái route giới thiệu thì trang web xử lý cái gì đó. Thì bây giờ chúng ta cũng làm như vậy. Thì hiện tại bạn chưa khai báo route, thành ra bạn thấy là khi bạn truy cập cái localhost 3000 á, thì nó báo là cannot get. Ok, bây giờ chúng ta thử route là gì nha. Ok, thì trước khi mà chúng ta đi vào cái route thì mình muốn nhắc bạn thêm một cái khái niệm nữa như sau. Ví dụ như khi mà nãy mình gõ là khoaphạm.vn, chúng ta vào trang giới thiệu và bạn gõ domain là khoaphạm.vn/giới thiệu.html, bạn nhấn enter, có nghĩa là bạn đang get cái link này lên server. Như vậy thì bạn nhớ là từ phía khách hàng gửi lên server, người ta gọi là request, và server xử lý cái gì đó, nó trả kết quả về, người ta gọi là cái response. Thì cái request là chứa thông tin khách hàng gửi lên, ví dụ như là khách hàng nhập username, nhập mật khẩu gì đó, người ta truyền lên, thì tất cả thông tin đó sẽ nằm trong request. Server xử lý và tải về khách hàng, thí dụ như là danh sách sinh viên khách hàng muốn xem chẳng hạn, thì tất cả danh sách đó sẽ nằm trong cái response. Thì REST viết tắt từ request, và REST là viết tắt từ response. Request là khách hàng gửi lên, và response là server trả về. Và lưu ý trong cái request chúng ta có rất nhiều cái phương thức mà khách hàng truyền lên. Ở đây chúng ta có hai phương thức phổ biến nhất là get và post. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo cái route, nghĩa là đối với khách hàng truyền lên cái route là gì thì server sẽ làm cái hành động gì đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Rồi quay lại code của chúng ta. Bây giờ thì bắt đầu làm như sau. Ví dụ như chúng ta muốn là khách hàng gõ localhost 3000 suyệt hello enter, thì ngay lập tức mình xuất ra mình là hello bạn hay gì đó. Thì bạn thấy đây là cái link mà bạn, đường dẫn mà bạn muốn khách hàng ta truy cập. Giờ chúng ta phân tích tí xíu nha. Hai dấu suyệt là chú thích thôi bạn. Đây là cái đường dẫn mà bạn muốn khách hàng truy cập. Thì lưu ý tập trung nha. Cái domain localhost ở đằng trước, thì sau này bạn up lên host, bạn mua domain của riêng bạn, ví dụ như là abc.com hay gì đó. 2.3000 là cái port. Thì sau từ con số 3000 trở về trước là cái domain chúng ta không tính. Cái route chỉ tính từ cái dấu suyệt trở đi mà thôi. Như vậy tất cả các cái route thì đều giống nhau từ cái domain đằng trước, và nó chỉ khác nhau cái nội dung đằng sau từ dấu suyệt trở đi. Thì chúng ta sẽ cấu hình là suyệt hello thì chúng ta sẽ làm cái gì đó. Đấy, hiện tại chúng ta chưa có hình cái route suyệt hello, thành ra mình thấy nó báo lỗi này, thấy chưa. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. App chấm get, chúng ta dùng phương thức truyền là get. App chấm get thì trong get này chúng ta xuất hai cái tham số. Thứ nhất là cái đường dẫn, cái path khách hàng truyền lên. Thứ hai là cái hành động tương ứng nó sẽ làm là gì. Thì lưu ý, cái đường dẫn truyền lên là suyệt hello, và rất nhiều bạn thiếu dấu suyệt ở chỗ này. Cái domain đằng trước là cái port đằng trước nè, không tính. Và cái route, cái path của khách hàng là bắt đầu từ dấu suyệt, thành ra phải có dấu suyệt chỗ này. Cẩn thận nha. Và khi mà khách hàng đẩy vào cái path, cái route này, thì một cái hành động tương ứng sẽ diễn ra. Thì cái hành động gì đó thì bạn nhớ là function, cặp tròn, cặp nhọn. Đấy, bạn nhớ nha, function, cặp tròn, cặp nhọn. Thì trong lập trình JavaScript mà bạn nghe nói tới cái hành động gì đó sẽ diễn ra, thì hành động gì đó chúng ta sẽ code bằng là function, cặp tròn, cặp nhọn. Đấy,
thì vô giữa cầm nhọn và nhấn enter xuống để chúng ta viết code cho nó. Thì hồi nãy bạn nhìn môi quan sát màn hình của chúng ta nha, thì cái màn hình chúng ta hồi nãy có nói là rec là chứa tất cả những gì thông số khách hàng truyền lên, rest là chứa tất cả những gì server tải về. Như vậy là trong cái function này chúng ta phải tạo hai cái biến rec và rest. Và rec là đại diện cho tham số khách hàng gửi lên. Nhờ rec mà chúng ta có thể lấy được những gì khách hàng ta nhập, và nhờ rest chúng ta có thể quản lý được những gì tải về khách hàng. Các bạn hình dung được ha. Và ở đây chúng ta sẽ nói là truy cập tới thằng rest, tại vì chúng ta nói là tải về khách hàng cái gì mà. Có lẽ ý mình muốn là gõ localhost 3000 sự hello, bạn muốn khách hàng thấy cái gì, bạn cấu hình cái rest như vậy. Và chúng ta xuất ra hình cái gì đó. Có rất nhiều phương thức ở đằng sau thằng rest. Ở đây phương thức đầu tiên chúng ta học là send. Send ra hình. Ví dụ như chúng ta send ra một cái font color bằng red. Hello Khoa Phạm Node.js xuyệt font. Thì bạn thấy là ở đây chúng ta có cái chuỗi nằm trong nháy đôi. Thì cái chuỗi này là chúng ta có Hello Khoa Phạm Node.js nằm trong cái font color bằng red. Ok, thì lưu ý, nãy giờ chúng ta viết code ở đây rồi. Bây giờ bạn có chạy lại thì vẫn thấy như cũ thôi. Tại vì con server chúng ta đang chạy bên màn hit á, là cái file mà lúc cũ bạn chưa có gõ cái app này, cái get này. Bây giờ kiểm tra bằng cách là bạn nhớ bạn ngắt server đi, và bạn chạy server lại. Đấy, bạn chạy server lại thì lúc đó nó mới cập nhật được cái app.get hello của chúng ta. Bây giờ chúng ta refresh thử nha. Refresh. Đấy, bạn thấy nó xuất ra là Hello Khoa Phạm Node.js. Và bạn sẽ kiểm tra bằng cách là bạn nhấp phải, bạn chọn xem nguồn trang của nó. Thì bạn thấy là đối với cái round xuyệt Hello thì khách hàng sẽ nhận được cái chuỗi font. Bạn hình dung được chưa? Và đương nhiên thì chúng ta phải hiểu được là get là gì, xuyệt Hello là gì, rec, res. Và nhờ hàm send chúng ta đẩy ra màn hình cái chuỗi HTML giống như vậy. Đấy, thì cái này người ta gọi là cái route. Bạn đang tạo ra một cái route với cái path là xuyệt hello và hành động tương ứng là như vậy. Đấy, nếu khách hàng gõ là xuyệt hello 1 đi, enter, ngay lập tức bạn thấy là báo lỗi liền. Tại sao? Cái route xuyệt hello 1 chúng ta chưa có mà. Các bạn hình dung chưa? Đấy, thì người ta gọi đây là khái niệm route. Ok, các bạn hình dung được ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.